đứa có gì vui vậy? Bữa nay mày đặt tặng hoa lãng mạn cho Ly nữa kìa. Chào hai đứa. Chào anh Phong. Vừa mới vui vẻ nha. Quỳnh cười gì vậy ta? Hôm nay nó vui quá ha. Ủa chú Phong, hoa hồng tặng ai vậy? Đừng nói là tặng cho con nha. Chú tặng mẹ chú chứ đâu có tặng cho con làm gì đâu. Vậy tốt rồi, chứ tặng cho con là con không nhận đâu. Ghét hoa hồng lắm. Ủa sao tự nhiên ghét hoa hồng? Dạ, tại vì hoa hồng nó có màu đỏ, nó chỉ thích màu hồng thôi. Vậy đó hả? Thôi bỏ chứ cái gì đó. Ủa anh Phong, bà Ly. Ủa Ly, bà cũng uống cà phê ở đây nữa hả? Hai bạn đi uống cà phê hả? Bạn em học chung với nhau. Ủa anh Phong, bà gọi chú này là anh Phong hả? Vậy tôi gọi bà bằng cô hả? Cô Ly. Cô Ly. Bé này duyên dáng lạ, giống như nó quăng miếng hại sao nguyên cái quán im ru. Em thấy giỡn vui mà chị. Cô Ly. Không vui nha. Không vui ngồi yên đó trừ 10 điểm thanh lịch nha. Máy về đi, bữa nào qua chơi. Cái gì bữa nào cái gì? Giờ ngồi đây chơi luôn đi chứ bữa nào làm gì nữa. Ngồi đây chơi luôn đi. Chú Phong à, chắc là chú bận nhiều việc lắm ha. Hay là chú đi làm đi, có tụi con ở đây chơi với bạn Ly được rồi. Dạ đúng rồi đó. Chú đi về đi. Không có sao đâu, tụi con ổn hết á. Chú đi về đi. Ba chú nha. Dạ ba chú. Dạ bye bye chú Phong. Chúc chú Phong ngày mới vui vẻ. Lẹo quá ha Quỳnh ha. Ok, coi như chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Chắc là sẽ không gặp lại đâu. Bye. Bye. Ngày mới vui vẻ. Bye chú. Dạ bye. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.